Cổ động viên Đông Nam Á phấn khích, Thanh Nhã xứng đáng chơi bóng ở châu Âu. Cổ động viên Đông Nam Á tỏ ra phấn khích với màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Đức. Một số người còn cho rằng Thanh Nhã xứng đáng nối gót đàn chị Huỳnh như sang châu Âu thi đấu. Đêm qua, tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với tuyển nữ Đức tại sân vận động Stadion Anbirobert. Cho dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Trung thi đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua với tỷ số sát nút 1-2. Điểm nhấn lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam ở trận này chính là bàn thắng của Nguyễn Thị Thanh Nhã ở phút 90 cộng 3 từ đợt phản công nhanh của đội bóng áo đỏ. Tiền đạo 21 tuổi thoát xuống như một cơn lốc trước khi bình tĩnh sút bóng treo góc tung lưới thủ môn Frons. Đáng chú ý, đây là trận đấu hiếm hoi Nguyễn Thị Thanh Nhã được đá chính trong thời gian qua, nhưng tài năng trẻ này vẫn duy trì thể lực và tốc độ đáng kinh ngạc đến phút chót. Bàn thắng đẳng cấp giúp cô gái quê thường tín nhận vô số lời khen ngợi, bao gồm cả từ các cổ động viên Đông Nam Á. Truyền trang bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, ASEAN Football thậm chí cho rằng Thanh Nhã xứng đáng thi đấu ở châu Âu. Trên bài đăng của mình, diễn đàn dành cho người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á nhấn mạnh, tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc trước đội bóng hạng hai thế giới. Số 19 của Việt Nam, bạn đã sẵn sàng chơi bóng cho các câu lạc bộ châu Âu chưa? Đây có thể hiểu là một câu cả khịa Nguyễn Quang Hải cũng mặc số 19 tuyển Việt Nam, nhưng dù thế nào cũng mang ý nghĩa ca ngợi Nguyễn Thị Thanh Nhã nhiều hơn bên dưới bài viết ngoài những lời khen có cánh của người hâm mộ việt nam các cổ động viên đông nam á cũng hết lời ca ngợi thầy trò huấn luyện viên mai đức trung tất cả đều đồng tình tuyển nữ việt nam đã có màn trình diễn quá xuất sắc trên sân tuyển đức không chỉ hạn chế bàn thua các cô gái áo đỏ còn tạo ra các cơ hội ghi bàn rõ ràng và ra về với một bàn thắng đẳng cấp báo đức nói về màn thể hiện của đội tuyển nữ việt nam họ đã gây tiếng vang các báo lớn của Đức rất ấn tượng với màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam trong trận thua 1-2 trước chủ nhà Đức vào đêm qua. Một mặt chê cô trò Martina Voss-Tecklenburg, mặt khác các đầu báo đã dành những lời ngợi khen cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung. Trang BR24 bình luận về trận đấu, đội tuyển nữ Đức đã có một khởi đầu khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup. Đội bóng của huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg chỉ có thể giành chiến thắng 2-1 trước các vị khách Việt Nam. Đức đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới so với vị trí thứ 32 của Việt Nam, một tranh lệch rõ ràng. Nhưng diễn biến trên sân không cho thấy sự tranh lệch xa với vợ ấy. Trong trận đấu thử nghiệm trước thềm World Cup 2023, Đức chỉ có thể gây bất ngờ trước vị khách đến từ châu Á ở giai đoạn đầu. Sau đó, rõ ràng Việt Nam đã thiết lập đội hình tốt. Ngay cả sau khi bắt đầu hiệp 2, cục diện trên sân vẫn ảm đạm dành cho người Đức. Họ nỗ lực nhưng không tạo ra cơ hội ăn bàn nào. Mặt khác, Việt Nam lại có cơ hội để bỏ lỡ. Sau khi dẫn hai không, Đức dường như đã hài lòng. Nhưng Việt Nam còn lâu mới bỏ cuộc. Sau tình huống cản phá của Merlo Froms, thủ môn này đã bất lực ở pha thanh nhã một mình xông thẳng vào vòng cấm Đức và ghi bàn ấn định tỷ số 1-2. Đức chỉ giành được chiến thắng nhọc nhằn trước Việt Nam tại Offenbach. Huấn luyện viên Martina Vosteklenburg vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội nhà cải thiện phong độ cho World Cup. Trong khi đó, rõ ràng Việt Nam đã gây tiếng vang. The Sportschau thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Họ cho rằng với một đội hình mới lắp ghép, lại thiếu nhiều trụ cột từ Bayern cũng như Wolfsburg, những gì tuyển Đức thể hiện là không quá tệ. Một đội bóng hoàn toàn mới được lắp ghép, thiếu vắng nhiều cầu thủ của Bayern Munich và Wolfsburg. Đó là đội tuyển nữ Đức. Chúng ta đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Paulina Krambizo ở phút thứ ba Sportschau viết. Tuy nhiên, họ hiếm khi chuyển hóa được những cơ hội rõ ràng. Và kết cục là Đức chỉ có thể rời sân bằng tỷ số sát nút 2-1. Kết quả này giúp Việt Nam tạo ra danh tiếng tốt trước thềm World Cup, mặt khác, với người hâm mộ Đức, họ vẫn chờ phải xem đội nhà sẽ thay đổi như thế nào. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nói điều bất ngờ về trận thua Đức. Theo huấn luyện viên Mai Đức Trung, trận đấu với tuyển Đức giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm quý báu. Tối ngày 24 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam có trận so tài với chủ nhà Đức trước thềm vòng chung kết World Cup nữ 2023. Dù phải đối mặt với đội bóng đang xếp đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA song các cô gái áo đỏ vẫn thi đấu bình tĩnh và tự tin. Nhận bàn thua sớm ở ngay phút thứ ba với cú dứt điểm cận thành của Paulina Cambizo. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn không đánh mất tinh thần và duy trì được một thế trận tốt ở hiệp 2. Phải đến phút 80, đội tuyển Đức mới có bàn thắng thứ hai từ cú dứt điểm của Janina Minch qua đó củng cố thắng lợi trước Việt Nam sau khi tuyết dung và vũ thị hoa bỏ lỡ hai cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương đội tuyển việt nam có được bàn thắng danh dự ở những phút cuối trận do công của thanh nhã sau một pha phản công mẫu mực theo huấn luyện viên mai đức trung trận đấu với đội tuyển đức giúp các cầu thủ việt nam có thêm nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm bởi cho tới nay tuyển việt nam ít có cơ hội được thi đấu với những đội có trình độ cao như đội tuyển đức theo ông trung trong bóng đá chỉ cần sơ hở là sẽ dẫn tới bàn thua nhưng các cầu thủ cũng đã khắc phục rất nhanh và trong trận đấu với tuyển đức nếu tận dụng được tốt thì Việt Nam sẽ ghi thêm được nhiều bàn thắng, không chỉ có bàn thắng của Thanh Nhã. Đối với các cầu thủ, huấn luyện viên Mai Đức Trung vui mừng chia sẻ rằng sự tự tin đã có ở các tuyển thủ, bên cạnh đó là nền tảng thể lực đã được nâng lên cũng như sự đoàn kết của toàn đội được duy trì. Về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, hiện đội còn đang thiếu hai vị trí gồm một trung vệ của Trương Thị Kiều và tiền đạo Huỳnh Như ông cũng bày tỏ hy vọng đối với trường hợp Huỳnh như có thể tập trở lại khi về Việt Nam để có thể thi đấu, nhưng trường hợp của Kiều vẫn phải chờ thêm thời gian. Huấn luyện viên Mai Đức Trung mong muốn Kiều có thể sớm bình phục 100% sức để cùng toàn đội thi đấu tốt ở World Cup năm nay. Sau chuyến tập huấn tại Đức, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5 tháng 7 để chuẩn bị bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2. 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 tại Australia và New Zealand. Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với nước chủ nhà vào ngày 10 tháng 7. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22 tháng 7 tới gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và chạm trán Á quân Hà Lan vào ngày mùng 1 tháng 8. Tất cả các trận đấu tại vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tại World Cup năm nay đều sẽ diễn ra tại New Zealand. Thắng Việt Nam, vì sao huấn luyện viên tuyển Đức không hài lòng? Dù giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu, huấn luyện viên Martina voss Teklenburg của tuyển nữ Đức vẫn thể hiện rõ sự không hài lòng. Đêm ngày 24 tháng 6, giờ Hà Nội, Aniomi và các đồng đội ở tuyển nữ Đức giành chiến thắng 2-1 trước Việt Nam. Ở trận đấu này, đội tuyển Đức mở tỷ số sớm do công của Krambizo. Phải đến phút 80, Lanina Mims mới nhân đôi kết nhiệt. Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Nhã khiến cổ động viên Việt Nam ngây ngất khi ghi bàn thắng ấn tượng để rút ngắn tỷ số còn 1-2. Sau trận đấu, Martina Vosteklenburg, huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Đức thể hiện sự không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Đó không phải là cách chơi bóng mà chúng tôi muốn. Đội còn rất nhiều điều phải làm. Tuyển nữ Đức chỉ mới đạt 40% yêu cầu. Huấn luyện viên 55 tuổi cho rằng đội tuyển còn rất nhiều việc phải làm ở mọi vấn đề trước khi tham dự World Cup 2023 tới. Tức giận với đội nhà, nhưng huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg cho biết bà cảm thấy ấn tượng khi nhiều cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ đội bóng quê hương. Trong khi đó, tiền đạo Laura Freygang tỏ ra lạc quan nếu theo dõi trận đấu này. Các bạn có thể thấy rằng tuyển nữ Đức không đạt thể trạng tốt nhất và điều này ảnh hưởng đến màn trình diễn. Xong, chúng tôi biết điểm mạnh của mình, chúng tôi biết mình phải sẵn sàng phòng thủ. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng tuyển Đức thuộc nhóm những đội hàng đầu ở World Cup Nữ 2023, phóng viên. Những tờ báo lớn của Đức như Bi hay Kicker khen ngợi màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu giao hữu đêm qua. Đội tuyển Đức đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA nhưng chỉ thắng với cách biệt một bàn trước thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Các cô gái Việt Nam dũng cảm và nhanh như trước có thành quả trong thời gian bù giờ. Nguyễn Thị Thanh Nhã kết thúc pha phản công, khai thác điểm yếu của hàng thủ Đức, tờ bi mô tả về bàn rút ngắn tỷ số của đội tuyển nữ Việt Nam. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ HNTV News. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!